Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio. Để tiếp tục các video thì hôm nay nhá, thật sự anh em là rất là bực mình đấy. Hôm nay em bị đây, bác khách quen, bác gọi là bác khách quen đấy, cháo hàng của em đấy, sẽ thêm video để thanh lý cho anh em. Thì trước khi em sẽ giới thiệu và bán thanh lý thì em sẽ nói qua câu chuyện này. Cách đây khoảng một tháng, bác ấy đặt cho em một bộ một đôi loa như này. Thì ok, sử dụng ok, anh em ok hết rồi. Sau đó là bác ấy khoảng 15 ngày sau ấy, 15-16 ngày sau bác ấy đặt của em một đôi loa khác. Bác bảo là muốn mua thêm một đôi nữa. Yêu ok, em vẫn đóng hàng gửi cho các bác ấy đầy đủ, vẫn cọc tiền như đúng rồi luôn. Thật sự anh em chỗ anh em quen thì quen, loa này vẫn phải cọc tiền. Đến ấy bác ấy bảo là thôi quen biết để cho anh thử qua một tối, mai anh nhận hàng anh chuyển tiền cho chú. Ok, để anh em quen rồi thì không cần phải cầu kỳ những cái đấy, không phải ship đấy, anh cứ test ok đi. Thế mà hôm sau bác ấy bảo là loa lỗi không nhận, sau đó chuyển về cho em. Thì hôm nay chuyển về đây, em mở ra thì đây, thật sự em rất là buồn vì lòng tin của em đặt không đúng chỗ. Loa bác ấy đặt một loa, đôi loa của bác ấy chắc là về nhà đánh có vấn đề gì. Thật sự anh em nó đánh có vấn đề gì, nó bị hai loa này chết cả hai loa, làm lại côn hết cả hai bát luôn. Đây anh em nhìn đi nhá. Đấy, những cái keo vương vãi làm rất kỹ rồi nhưng có đầy keo này, vẫn keo vương vãi xung quanh này, làm lại hết côn luôn, cả hai bát luôn. Bác ấy đổi đôi loa trước của bác ấy sang loa của em. Đấy, hàng của em đi lúc nào kiểm tra cực kỳ là kỹ, bao cho anh em là bao zin. Nhưng loa này anh em nhìn này, keo đấy anh nhìn kỹ này, anh em nhìn keo này. Đấy, nó khác hoàn toàn hàng zin luôn. Keo đây, vết keo làm lại này. Đấy, keo mới làm lại luôn. Và đây, mở cho anh em luôn xem này. Chép thì không sao, nhưng bát này, hai bát đùa. Hàn này, mối hàn đây. Đấy, mối hàn đấy, bác ấy làm như thế có chết người không này. Phân tần thì ok, vẫn còn nguyên. Đây, sẽ giới thiệu cho anh em luôn. Sau đó bán thanh lý cho anh em luôn, bán xả đỡ bực mình luôn. Đây, phân tần còn rất là khủng, vẫn còn nguyên, không sao cả. Vân tần đây nhá, chép thì cũng vẫn đôi chép vẫn còn ok, em test rồi vẫn còn ok, chỉ có bát này nó đã bị làm lại rồi đấy nhá. Em khẳng định em luôn là em bán bát làm lại nhá, do các bác ấy là đây tin tưởng chỗ anh em làm ăn mua hàng đã mấy lần rồi. Đến đôi loa này đấy, đôi loa cũ hỏng sau đi làm lại bát đấy, đi làm lại côn sau đó đổi lại cho em đấy, thế có chết người không nhá. Trong khi ship của em vẫn phải chịu đấy, loa về ship đi ship về loa đây, loa này em hỏi anh em định bán thanh lý được bao tiền đúng không ạ? Đấy, thì đấy, giới thiệu lại cho các bác, sau đó là bán thanh lý cho bõ tức. Chứ còn thật sự anh em cũng không lời lãi gì cái đôi loa này nữa. Thật sự anh em bán ở lỗ mấy triệu đôi loa này luôn. Đấy, đây thì con này sử dụng một bát 30, một chép 450. Bát của nó là bát xịn này, bát PNC xịn nhá. Đấy, chép cũng là PNC xịn nhá. Con này hai bát của nó làm lại côn hết rồi. Đấy, làm lại hết côn, còn phân tần các thứ vẫn còn nguyên, hàng vẫn còn zin, còn rất là đẹp. Đến thương hiệu Martin nhá, loa là loa Martin. Đấy, phân tần đây. Đấy, thật sự rất là bực mình ngày hôm nay, rất là đen, cuối tháng 7 rồi, rất là đen cho anh em đây. Rất là đen nhá, đây. E căng của nó đây, E căng Martin đây. Có hai E căng đấy, E căng Martin Audio nhá. Đấy, có một đôi này, còn một đôi duy nhất bác ấy đặt. Đấy, bác ấy đặt. Rất là tin tưởng bác ấy, xong rồi bác ấy làm như vậy. Thì hôm nay nhá, đôi này em thực sự em đã test tất cả chức năng hoạt động bình thường, loa bát ra bình thường, chép ra bình thường. Chỉ có vấn đề là bị làm lại côn nhá, em nhắc lại nhá. Hai bát đều làm lại. Để anh em nhìn kỹ sẽ biết nhá, nhìn cái keo này làm đấy, nhìn cái keo này làm cực kỳ là kỹ rồi nhưng nhìn loa làm lại khác hoàn toàn luôn. Đấy, cái keo này keo mới này, bên kia cũng thấy keo mới nó vương vãi ra này. Đấy, bán xả cho em nhá. Em ở Ân Thi Hưng Yên. Em nói luôn, em ở Ân Thi Hưng Yên, các bác nào qua được gần nhà anh em sẽ ưu tiên. Thì đóng những cái này thật sự rất là mệt, đóng đôi loa cực kỳ là mệt. Em sẽ ưu tiên bác nào qua nhà hoặc là xa nhà thì anh em có thể chuyển bên em. Chỉ em bán đôi loa này bán lỗ luôn, chỉ nhận chuyển tiền 100%, em không nhận cọc nhá. Chỉ chuyển tiền 100%. Và đây, bán lỗ luôn cho anh em vài triệu. Đấy, bán chỉ có 1.500.000 một đôi loa Martin này thôi. Thật sự anh em là rất là bực mình. Thôi xả đen cuối tháng 7, không biết làm cách nào cả. Bán 1.500.000 em không bao ship. Đấy, các bác gần thì qua nhà em. Đấy, bác lo về cho em luôn. Đấy, tình trạng như thế có thể đến đây tép. Hoặc là các bác nào xa thì tin tưởng thì chuyển hết. Chứ em không nhận sự cọc nhá. Loa này là loa thanh lý rất là bực mình rồi. Loa xả lỗ rồi, không nhận cọc, chỉ có 1.500.000 bên em không bao ship cho anh em. Một loa Martin, hàng bãi rất là chất lượng. Ok chưa? Chất lượng nhưng hai bát loa em nhắc lại, hai bát loa bị làm lại côn. Đấy,
tình trạng báo rất là rõ ràng cho anh em nhá. Đấy, ok ạ, cảm ơn anh em nhá.